Dạ Dương Mai Chất Nhà Bông xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, thì hôm nay em vừa về một cái lô mai con uốn rễ mới cả nhà. Thì cái loại này thứ nhất là nó có hai ưu điểm. Thứ nhất là rễ đẹp nè. Rồi thứ hai là cây rất là nhiều nhánh cả nhà. Cây thì nó mập lắm, mập uốn uốn nồng luôn á. Đó, đây cả nhà nhìn thấy nè. Đó. Thì cái này là những cái cây mà nó nổi rễ thì em chỉ lấy nói chung là lấy tới cả nhà. Thì nó nổi rễ như thế này ha. Cả nhà nhìn nè. Đó. Thì nó có rễ như thế này ha. Rồi như thế này. Rồi như thế này. Nói chung là nó lộn xộn tùm lum hết cả nhà. Nó có bí lò xo rồi rễ quái như thế này nè. Đó, bí ba mắt ha. Đó cả nhà nhìn thấy nè. Và đặc biệt là cây nhánh nhiều nha cả nhà. Loại này thích hợp cho chúng ta trồng tán thông nè. Đó. Này. Đó cả nhà nhìn thấy ha. Này. Đó, cây cao khoảng 50 đến 60 nha cả nhà. Cây nhánh rất là nhiều nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Thì vừa mới về được tầm khoảng 4.000 cây ha. Thì nói chung trong mùa dịch thì bên vườn mai nhà em cũng có bán với giá tri ân mùa dịch nha cả nhà. Thì cái lô này hôm trước cây nhỏ hơn mẹ bán giá 9.000 á, thì hôm nay thì em tri ân khách hàng chỉ giá 8.000 thôi cả nhà. 8.000 một cây với cái cây nó rất là đẹp ha. Thì hàng cũng vừa về thì cũng đang chốt ra đây. Đó, cây thì nó nhánh rất là nhiều nha. Cả nhà nhìn nè, cây nó lùn liền mà nhánh thấy mê luôn. Đó, đây cái lô này em thấy rất là đẹp cả nhà. Rễ nè. Rễ thì nói chung lô này là hàng mai dâm. Cả nhà nhìn thấy nè, cái rễ nó ra ngoài luôn nè cả nhà nhìn nè. Ra chùm chùm luôn. Ha, đó. Ha, cả nhà nhìn thấy nè, cho nên là cây nó rất là khỏe nha. Rễ lô này cực kỳ đẹp nha. Đó, ai thích sưu tầm cái loại rễ đẹp á cả nhà thì alo bên vườn mai nhà em ha. Đó. Đây, có những cái nó lòi lên và có những cái nó không lòi lên. Thì ở dưới nó vẫn là ba mắt nè. Đó, cái bí ha. Bí lò xo, rễ quái đủ kiểu nha cả nhà. Đây, thì em chỉ đi tới thôi chứ không phải là những cây đó là em với. Em chọn những cây đẹp đó nha. Đó, cả nhà biết sao không? Thì một số cây đó là do nó em mơ lên rủa cho khách coi thôi. Rồi, bây giờ là vô lấy tới nè. Đó, lấy tới luôn thì nó thấy lò xo nè. Lò xo hai mắt đủ loại ha. Rồi. Có những cái bí nè, bí ba mắt nè. Và những cái rễ quái. Thì nói chung là cái đó là em mâu lên cho chúng ta thấy ha. Chứ còn mấy cái loại này thì rễ nó còn nằm ở bên dưới nha cả nhà. Đây có những cái rễ hình thú nè. Nó quấn cái này quấn ngang là quấn xanh này nó lên thú á cả nhà. Đó, đây. Rễ như thế này ha. Đó, đây. Đó cả nhà. Ha, như thế này đây. Cây nhánh rất là nhiều nha. Cây nhánh rất là nhiều luôn. Nè, rễ nè cả nhà. Đó, rễ quái. Rễ này lô rễ này tương đối lớn và rễ quái nhiều ha. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Tùm lum kiểu hết cả nhà. Đó, cây thì nhánh rất là nhiều luôn. Đó, đây. Cả nhà nhìn thấy nè. Đó. Rồi, giá chỉ 8.000 một cây nha cả nhà. À, em xíu từ 30 cây và không có bao phí vận chuyển. Nếu mà chúng ta lấy tầm từ 100 cây trở lên thì bên vườn mai nhà em sẽ tặng chúng ta 5 cây nha. Và phí ship thì em không có bao ship nha cả nhà. À, lô mai này thì giá rất là tri ân mùa dịch rồi ha. Cây nhánh nhiều, hàng mai dâm. Và đặc biệt rễ của nó rất là đẹp đó. Những cái này thì nó chưa nổi lên. À, chúng ta về cứ mô lên là thấy rễ bên dưới đều quấn hết nha cả nhà. Chứ nhiều khi mới nhận cái nó không có quấn rễ gì hết đâu em ơi. Thì những cái cây này thì rễ nó nằm sâu bên dưới nè. Đó, rễ này là rễ quái nè. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đó. Rồi, 8.000 một cây nha. Em xíu từ 30 cây. Rồi, tiếp tục là những cái lô bên vườn mai tiếp đây. Và chương trình tri ân khách hàng tiếp tục đây cả nhà. Đó. À, hàng bên đây, cây cao khoảng 60cm. Rễ lộn xộn thì giá chỉ có 6.000 thôi. Thì lô này rễ cũng tương đối nha. Rễ này cũng tương đối, nó tùm lum là sao đứng nha. Rồi như thế này nha cả nhà. Rồi có những cái tổ chim. Đó thì loại này cây cao nhánh nhiều thì giá chỉ có 6.000 cây thôi. Rồi ai thích loại nào xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Phần này là phần thanh lý rồi cả nhà. Giá 6.000 là thanh lý rồi ha. Rồi ai thích cây nào xin hãy alo em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi vườn mai nhà em ạ.